Sứ Lê Gia chào cả nhà. Hôm nay em giới thiệu cả nhà mình 30 cây sứ ghép ha. Cái giá của nó hôm nay là từ 80.000 cho tới 150.000 nha. Giờ mình có cây số 1. Số 1 ghép quế thắng, hoa màu đỏ, cây mình năm bo vô chậu chính á, 120.000. Số 2, chim én. Cây chim én 7 bo. Củ nhìn hơi quái. 100.000. Số 3, ghép hai màu. Tím than với lại rồng đen. Cây mình 8 bo. Cái củ này vô cứng chậu luôn à. Củ này em đặt thử là tầm 3 gang tay em ạ. 130.000. Số 4, vô danh. 6 bo 130. Số 5, Xuân Phúc. Xuân Phúc là 6 bo 120.000. Toàn bộ cây mình đang có nụ hết ạ. Số 6 là dạ khúc. 7 bo 130. Số 7, Anchasin vô chậu C10. Củ nhìn cơ bắp lắm ạ. 4 bo 130.000. Số 8, Vân Huế Nam. Ê, cái tàn Vân Huế Nam em xây cho mình xem. Vân Huế Nam 9 bo chậu 10 150. Số 9, Tuyết Nhiệt Đới màu vàng họng đỏ. Tuyết Nhiệt Đới giống này hoa chuyển màu ạ. Rồi cây vô chậu C10 7 bo 130.000. Số 10, Minh Thi 12. Hoa ba lớp màu vàng cam cánh viền có hương thơm nhẹ. 6 bo chậu 10 140. Số 11, Kiều Diễm màu hồng cánh viền trắng, cây 5 bo 120.000. Số 12, cây củ cơ bắp. Đây, ghép giống nguyệt cát nha. Nguyệt cát hoa ba lớp có hương thơm. Cây 7 bo 130. 13 là kim lân. Kim lân mình là 7 bo 140 vô chậu C10. Cái củ nó to vô chặt cái chậu luôn. Số 14, Phương Lam vàng. Phương Lam vàng của mình là 6 bo. 6 bo 5 bo tự dài. Một bo này bị gió nó lật ngã nè, nó gãy em cắt nó mới nhú lại ha. Củ nó tầm bằng tay mình xòe rộng ra 120. 6 bo mà 5 bo tự dài, một bo mới nhú lên. Số 15 là Tân Thành. Cây Tân Thành này 8 bo 90.000. Số 16, Ngọc Băng. 7 bo 150 vô chậu C10. Củ này nó có bộ rễ hình quái. Số 17 là Xuân Ý. Đây, hoa ba lớp vàng cam. Nó có cái điểm nhấn đó là cái sọc màu hồng giữa nè. Rồi Xuân Ý mình là 9 bo 130.000. 18, Hera. Cây Hera này em cắt bo làm giống rồi ha, nó mới lên tựa lại nè. Cắt bo ghép rồi ạ. 6 bo 100.000. 19, Vân Huế 7. Hai lớp màu hồng giống này cực kỳ xuyên hoa. 6 bo 120. 20, An Lạ. 10 bo 130. 21, Tím Bubble Bill. 6 bo 100.000. Bubble Bill mình đang có nụ. 22, Đại Hồng Bích. 3 lớp màu trắng cánh viền hồng, cây 7 bo 120. 23, Long Thành 2. Màu đỏ nhung luôn, đỏ đậm. Cô chú và anh chị nào mình yêu thích đỏ đậm thì mình chọn giống này ha. Đây, cây mình nó đang vô nụ nè. Nhìn như là ớt chín đỏ luôn. Rồi, cây này là thân tím, củ thì quái nữa nè. Vô chậu C10 nha, 150.000, 10 bo, Long Thành 2. Rồi, mình xem củ nó đẹp. 24, ghép hai màu. Ý Xuân màu vàng, Thái Quân màu đỏ, Thái Quân đang có hoa. Rồi, 5 bo nha, củ tầm bằng tay mình, 100.000.
25 Tân Quý. Tân Quý này tựa dài, về mình thích thì mình chiết riêng được luôn. Cây 5 bo 100.000. 26 Reti hoa màu vàng, 11 bo 150, chậu C10. 27 Đại Mỹ Nhân, 5 cánh màu trắng cánh viền. Cây đang vô nụ li ti à. Rồi cây này em cắt lấy bo rồi ha. 80.000, 4 bo. 28 Blue Boy. Đây, cái giống Blue Boy này cái dàn nụ nó nhìn khủng luôn á. Mình thấy cây nó đang ra nụ nè. Rồi Blue Boy 7 bo 140. Chậu C10. 29 Vân Huế 5 với lại Reti. Vân Huế 5 nụ nữa nè. Và Reti bên đây màu vàng. Cây mình 6 bo 130. 30 Long Thành 1, cây 7 bo 120. Rồi hôm nay em giới thiệu cả nhà mình là 30 cây ha. Cái giá cây em nói trên là cái giá bán của em thôi, còn cái phí ship là do bên người mua mình chi trả ha cô chú và anh chị. Và cách thức giao hàng bên em á, thì cô chú và anh chị hãy ở gần nhà xe Tô Châu thì em sẽ để nguyên chậu gửi xe Tô Châu cho mình ha. Còn ở xa em vũ đất ra, đóng thùng đi bưu điện ạ. Rồi, em cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ hàng. Em xin cảm ơn rất là nhiều.